Đã vậy hả? Ừ. Ồ, nghệ thật ha. Nói gì đó. Nó rất là để mình đi xa, có thể là mình đi cái phản độ của nó dưới bụng, có thể mình đi trong 4 tiếng này, có thể đi trên 10 cây số. Trời. Trời 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 trời. Trời. Ơi. Đụng cái đuôi nó chút à. Đúng là mình đi biển mà lỡ không có ăn á, mà mình có nhịn đói á. À. Mình ra mình thấy nhìn về phía biển thấy cũng đủ rồi, như là mình no ơn vậy đó. No ơn. Ừ. Đấy. Nhưng mà em không quen lái á. Thì từ từ tập quen nè. Đó, ừ. À. Ờ đó, mình cái giò mình muốn quẹo qua, mình đạp xiên qua. Đấy. Nó có lâu đời lắm hả anh? Ờ, nè xích qua đây nè, đừng đi đó. Dạ. Ờ, quay qua bên anh hơi cát là nó đi không có được á. Ừ. Cái nghề này người ta gọi là cái nghề mà nghề đạp mông. Đạp mông. Ừ. Mà cứ ướt. Đấy, như mấy cái anh đang lợi đó, người ta đi làm đó. Dạ. Người ta đi đang làm gì đó. Ờ. Đúng chưa? Đâu? Ừ. Bỏ vô thùng, bỏ vô thùng. Lấy cái thùng quá nó lại. Ừ. Ê anh. Dính chưa? Mình trượt đi chỗ khác nữa đi, được không? Được. Ha. Nó bươi cái thằng này nó khó lắm nè. Khó nữa hả? Ừ. Hay quá. Ừ. Hai con rồi. Cá bông sao này bây giờ giá trị nó mắc không anh? Bán chợ được 60. 60 ngàn ký hả? Ừ. Nó cực lắm, bắt được 1 ký nó cũng khó. Khi biết mình bán vô sau lưng. Ô lúc cái mặt của anh luôn rồi. Có không? Có hả? Ừ. Đẹp luôn. Sợ quá. Ê, anh nhìn dính cái máy, dính cái máy thôi. À. Dính luôn hả? Ừ. Trời ơi. Hay trời. Ừ. Rồi cái máy dính bụng luôn rồi. Ờ. Hết chưa hết. Đó rồi, đây. Anh em mình trượt lên kia nha. Trượt nữa không? Không có nữa. Dính chưa? Nhìn ngắt cái đuôi nó gạch lên. Ôi. Ôi. Sao vậy đó? Ôi sáng. Có gửi lời nào với cô bác quý anh chị không? Anh còn. Hử? Có nói lời nào với cô bác quý anh chị không? Cũng có lời mấy người anh em để muốn xem. Tôi cũng cảm kích đã cho biết hiểu những cái hoàn cảnh tôi và làm ăn cái cách này biển của tôi đây còn xàm. Ồ. Oh. Đang bò. Nó bò theo mặt nước. Con xàm thì có con được có con không phải không? Ừ, có con này con đực ăn không ăn được nữa mà không có thịt, còn ta ăn con cái á, nó có trứng. À. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại ấp Mỏ Ó ở huyện Trần Đề của tỉnh Sóc Trăng. Từ đây thì đến cái gọi là cái cửa biển Trần Đề á, thì không xa. Và ngồi kế bên cạnh đây là anh Cò, một nhân vật mà trước đây cách đây 3 năm Bùi Hồ có quay về cái hoàn cảnh của anh. Anh Cò khá là đặc biệt khi mà hàng ngày anh phải trượt trên những cái miếng ván gọi là trượt mông
để đi bắt cá thòi lòi. Anh còn nhớ cái kỷ niệm mà hai anh em mình cùng đi ra biển bãi biển không anh còn? Còn anh nhắc lại cho cô bác quý chị biết coi. Hồi đó bắt cá thòi lòi ở ngoài biển rồi hướng dẫn để giăng lưới này kia nọ đó. Rồi đó cũng anh em cũng có bà con cũng có thấy qua rồi. Rồi cũng có hội chợ ghe bỗng bây giờ cũng làm ăn cũng nói thì chung ra thì nói thì mình nói thăng nói chung ra là mần ăn cũng kỳ này cũng không được phát triển. Rồi gió quá rồi như là đi một mình không được rồi sợ bệnh hoạn rồi giữa biển giữa xá không ấy rồi ghe đồ cũng bị hư máy bảo hiểm là nổ máy tôi có thông qua cho chú Mùi Hồ biết rồi phải không? Dạ. Thì đó tôi có nói tự nhiên máy đang chạy cái nó nổ cái bung rồi banh cái tay trên tay rồi không có tiền mua rồi ghe nó bị có sự cố lũng đâm vô cái ghe chìm ta đó lũng một lỗ rồi nói ngay thì có sao nói vậy thì tôi cũng bán đi được 7 triệu là chiếc ghe rồi người ta may giá lại đó rồi xây sở mua xi măng đồ đó tráng nền lại rồi bây giờ còn thiếu một bên rồi mua được một chiếc xe để chở con đi học được 5 triệu nhiêu thôi đó. Vậy là sau khi mà Bùi Hồ quay về hoàn cảnh của một anh thanh niên làm nghề trượt mông để mà đi bắt cá thòi lòi để di chuyển cho nó nhanh hơn trên cái bãi đất bùn đó cô bác của anh chị, thì anh cò là một người rất là thành thục về cái việc trượt mông và cũng đã Bùi Hồ cũng đã có trải nghiệm qua khá là thú vị. Thì sau đó thì thời gian thì Mạnh Thường Quân cũng hỗ trợ anh mua cái chiếc vỏ lãi. Vỏ lãi, một cái máy. Một cái máy. Một cái tivi. Một cái tivi nữa đúng không anh? Cái bếp ga mà tivi hư rồi nói ngay đi. Một hư. Cái bếp ga, rất là nhiều tiền đúng không anh còn? Lúc đó là đi mua vỏ lãi chung với anh. Và sau thời gian đó thì đến thời điểm bây giờ thì khoảng hơn 2 năm. Gần 3 năm thì em mới quay trở lại thăm anh cùng với gia đình. Anh cò thì là anh với chị ở đây là người dân tộc Khmer, thành thử là tiếng Việt không có gành lắm cô bác anh chị. Cuộc sống của mình ở thời điểm hiện tại thì sao anh cò? Thì bây giờ không gió mưa này không có đi làm nghề biển đi dậm lúa với hai vợ chồng ngày được 120 là nuôi mấy đứa nó. Rồi mới được thằng sau này nè rồi mới được cô tí nữa. Tí thằng sau được trai hồi đó bốn con gái không có được giúp gì cha mẹ trơn là lớn người ta lại gả đi hết trơn à. Gả rồi hả? Gả hai đứa rồi đó chưa được làm công ty công gì nuôi cha mẹ nên người ta gả đi hết 19-17 tuổi người ta gả đi hết. Nhiêu tuổi mà gả? Người ta lại hỏi đó đứa 18 đứa 17 trời rồi còn nhỏ rồi mình không cho thì nó thương nhau mình sợ nó theo rồi mất công mình cũng gắng cho đây cũng mình làm đây cũng nói ngay đi nó cũng sai vì pháp luật mà cũng gắng cho con cái nó có nơi có chỗ. Tổng cộng là anh được bao nhiêu đứa con em quên rồi hết thảy là tổng cộng là 4 gái 1 trai là 5 có nghĩa là 4 đứa gái lớn và 1 trai mới ra đời. Có 2 gái lớn còn 2 nhỏ 1 trai nhỏ út đó còn ăn học hết á. Vào thời điểm mà Bùi Hồ đang ghi hình như thế này nè, là cách đó cách đây khoảng gần 30 phút Bùi Hồ và em của Bùi Hồ từ huyện Côn Đảo của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đi vô cửa biển Trần Đề này. Cô bác quý anh chị biết là huyện Côn Đảo thì có nhiều cái hướng đi lắm, có thể đi từ Cần Thơ, đi tàu từ Cần Thơ, đi tàu từ cửa biển Trần Đề hoặc là đi tàu từ Vũng Tàu. Và anh em Bùi Hồ là chọn cái phương hướng đi là từ cửa biển Trần Đề ra đến huyện Côn Đảo của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì thấy nó cũng gần hơn. Và ngày hôm nay có dịp về đây trở lại thăm anh, nghe anh chia sẻ về cái cuộc sống. Cô bác của anh chị biết không, lúc nãy là biển đi rất là động luôn và em của Bùi Hồ đi là phải coi như là phải niệm Phật để cho mau đến bờ, tại vì cách đây từ đây đến ra ngoài đó khoảng hơn 2 tiếng 15 phút thì mới đến bờ. Là đỡ là em cũng rất là lo, lần đầu tiên rất là lo, nhưng mà thời gian này biển động thiệt hả anh? Do nhiều lắm, nó dập vô biển nước hả, nó quýnh lỡ hết cái hồ bãi, sập nhà sập cửa hết trơn, đâu có đi biển dài gì được đâu. Bây giờ còn làm nghề cá không? Cũng còn á, đi giăng lưới mỗi yêu cầu trời im là đi qua hồ bãi giăng lưới ba màng mình đó, giăng lưới có đối, đi bộ, đi bằng xe nè. Cũng đi đặng có để cái mông bển hả, mình đi chợt bằng mông đó. Có trượt mông luôn hả? Cũng đi hàng ngày đâu có bỏ nghề nghiệp.
Bây giờ thì nước lớn lắm, anh cò không thể nào mà trượt mông được. Mà cô bác của anh chị Bùi Hồ sẽ share cái đoạn clip đó cho cô bác của anh chị biết về cái cảnh trượt mông của anh cò ha. Rồi bây giờ hiện nay thu nhập của gia đình của mình như thế nào? Giờ cũng làm không có, bởi vì biển động quá rồi gió, biển thấy gió vậy là không có xuống được. Mà bây giờ gần nửa tháng nay là gió quá trời. Cũng ở nhà để làm khô hai chồng vậy đó. Để làm phụ thêm, ăn thêm vậy đó. Người ta mướn thì cứ đi. Bởi vì nghề biển không đi được thì mình làm ở trên bờ, giúp giúp cho người ta, như là làm, người ta kêu mình giác lúa hoặc cái này cái nọ đó, mình cứ làm. Hoặc người ta kêu làm ngày đi làm cỏ thì cứ đi làm vậy đó. Rồi chừng nào biển nó hết gió mưa thì mình cứ đi biển tiếp tục. Năm nay là anh bao nhiêu tuổi rồi? 40 tuổi thân, 44. 44 rồi. Bùi Hồ nghe anh nói câu là sống với nghề biển, phải bám biển rồi sao nữa? Phải bám biển mới là nó biết cực và khổ hay hoặc khi này kia nọ đó. Đi này cũng vui lắm, nói ngay đi. Đi ra đó nó cũng thỉnh thơi ấy, với biển đó. Kinh tế của anh cũng bây giờ cũng đã đổi khác rồi. Khi được Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì anh còn như chiếc xuồng của anh thì cái máy thì đã nổ và coi như là nó bị trục trặc và hư á. Này anh dùng từ nổ thì nó bị hư á cô bác anh chị. Còn cái chiếc vỏ lãi sau khi được mua cho thì anh đã chạy dưới sông bị chìm, có cái ghe nó chìm, nó lòi cây nó mình xong, nó đâm lên. Nó đâm cái gọi là cái nọc ở dưới sông á. Đúng rồi, như là nó còn dư. Rồi anh bán là 7 triệu. Được còn 7 cái tivi. Tivi hư là bán được 50.000 dây chai. Hư hả? Đem lại đâu? Một chứ là nó mua cái bếp ga nữa. 1.4 triệu bếp ga thì còn. Thôi bây giờ đi vô trong cái đi ha. Ở đây thì huyện huyện Trần Đề thì các cô chú anh chị á là cộng đồng người Khmer rất là đông cô bác anh chị. Đây. Cũng còn y cũ đó không. Quay trở lại đây 3 năm thì anh cò vẫn như vậy. Tuy nhiên là đây là cái nền bên sau khi mà cái chiếc ghe á mà hư rồi đó, anh cò bán lại được 7 triệu. Lúc đó là anh nhớ mua nhiêu không ta? 13 triệu. 13 triệu đúng không? Và anh làm lại cái phần nền này là 2 triệu. Anh bán 7 triệu thì anh mua được cái chiếc xe gắn máy. Đúng không? Chiếc xe đó. Chiếc xe gắn máy là chiếc nào? Chiếc đỏ. Chiếc đó đứa cháu này. Xe cháu trời đi ghê. Rồi xe gắn máy đâu? Xe nào? Anh mới mua được chiếc xe gắn máy đó. Xe này nè. Mua chiếc này đây đúng không? Còn cái bếp ga này ngày xưa là vẫn còn. Mạnh Thường Quân của Bùi Hồ á hỗ trợ rồi. Mua đến thời điểm thì giờ vẫn còn, coi sử dụng được không? Còn được. Lúc đó là mua cái tivi bao nhiêu anh em quên rồi? Không biết, cũng quên rồi. Bị nó hư bao lâu rồi? Nó cái chắc được chừng 6 tháng thì nó hư rồi. Dạ nó hả? Bị cái màn hình nó không lên rồi đem đi sửa, nó đòi 1.4 triệu rồi gia đình không có lo được rồi. Bắt đầu bán cho con bé nó bán ve chai đó. Được 50.000. Hiện nay còn cái thiết bị gì để giải trí không? Không còn thiết bị gì nữa hết trơn á. Chỉ ra còn cái kỷ niệm, còn cái bếp ga, còn mấy cái quạt. Rồi lúc đó em mua mấy cái quạt mấy em quên rồi. Hai cái quạt hả chị? Rồi chị qua đây đi. Còn rồi cũng còn cái kỷ niệm có bao nhiêu đó. Nói ngay đi, mình bán đi bao nhiêu thì mình nói bao nhiêu, còn lại bao nhiêu thì còn bao nhiêu. Mà chỉ ra bán đi đó không phải là để ăn uống gì đâu, cũng trang trí nhà. Bây giờ còn một lỗ nữa mới xong. Bây giờ còn thủ tiền mua cát nữa. Rồi bây giờ biển giả, bây giờ đi không được, một mình bệnh nữa, bởi vì thiếu máu não cái rồi. Không có nên đi một mình xa được. Phải có hai người, cái giò cũng bị teo một bên. Đâu rồi, cái giò chân bị teo. Bên nhỏ bên lớn rồi thôi. Bên nhỏ bên lớn nè. Nó bị teo tối nó nhất á. Teo vậy nè, còn nhỏ đâu bắp chuối đâu, hồi đó nó đều nè, người ta còn đó thấy không? Mà cái này đi đâu yếu xìu. Anh nói là hai vợ chồng thu nhập anh 120, còn chị nhiêu? Cũng 120 nữa. 240. Vậy thì cũng đủ sống rồi. Đúng không? Thì con học mà tiền bây giờ nói ngay đi. Nếu mà mình nói không có không được tiền thì kiếm thì khó. Mà tới chừng mình xài cái gì cũng mắc chứ. Mau đúng không? Mau đúng rồi. 100.000 giờ đặt thí dụ mình đi mình mua được ký thịt là hết rồi. 20.000 rồi. Rồi gạo phóc cũng lên, mà tôi cũng nhờ cũng
anh em bà con ở đây người ta cho gạo đồ đó ăn hàng ngày, nó ngay không có mua. Thì nhờ người ta cho lần chục ký, hôm qua anh ta mới cho chục ký nữa. Anh cò là hiện nay còn ba người con, hai người con kia thì gã đi rồi, rồi. Còn, còn với lại một bà cụ, còn một bà cụ. Ờ, và ở đây là một mình làm bò, hai vợ chồng là mỗi ngày 240. Thì chi phí sinh hoạt hàng ngày đủ không? Cũng không đủ mà gán, bây giờ cũng em giờ tôi cũng đang mang nợ tùm lum hết trơn mà không dám nói gì. Nợ nhà nước bây giờ là còn 40 triệu đó, sanh thằng này không đi dây nợ của cái bệnh dịch kỳ rồi đó, đâu có làm gì được. Thì nằm đó mà ăn là bị bắt nhốt cách ly đó, rồi về nhà mất hết của cải, lưới bổng ăn cắp hết trơn, gà mười mấy con đây hết bắt luôn chứ, đi hết trơn rồi. Nhà nước đâu có bảo vệ gia đình mình đâu, đi đúng rồi, trộm nó bị bắt hết mà, bị bắt hết rồi. Thằng nào ăn cơm gì á chị, em lên lại đây chứ đâu còn cái gì đâu, lấy hết mà. Đâu đâu em xem với, em xem với, mua con cá ba sa đó hồi qua. Ồ, cá ba sa nè. Đâu 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 mở em xem với. Mua hồi sáng con 50.000 đó cho con ăn sáng chiều hay sao chị? Ờ, sáng chiều ăn nhín nhín vậy đó. Cũng mấy năm rồi thì... cũng làm chưa có được khang trang, cũng còn tép đỡ nè, teo su cũng che đỡ hết chứ. Chưa có thằng này đâu, chưa đứng đâu giờ đó đó. Có nghĩa là hai bây giờ là 10 tuổi đó đó. Bây giờ là mấy tuổi rồi? 9 tuổi đó. Bây giờ hồi lúc em lại là coi bé còn ở trong bụng. Hả? 2 tuổi mà. Lúc trước là còn ở trong bụng. Ở trong bụng. Bé trai còn trong bụng, còn bé đó còn nhỏ. Chị đứng rồi. Nhỏ đó. Mới lớn mấy năm nay mà, có 3-4 năm nay rồi chú mới qua thăm mình lần nữa mà. Rồi bây giờ là anh với chị có mơ ước gì không? Xích qua đây chị. Không. Tôi giờ nói ngay đi, cũng trong mong cũng mơ ước cũng có một, chắc cũng khoảng một cái số tiền nhẹ nhẹ thôi, chứ cũng anh em người ta cũng giúp cho tôi nhiều mà tại làm ăn cũng rất là thất bại. Số tiền nhẹ nhẹ thôi. Có được tiền chút đỉnh này để dành mua lưới đi lên xuống vậy thôi, để làm ăn hàng ngày. Rồi số tiền nặng nặng là sao? Như được bà con nào thương thì cho 10 triệu đâu cũng được đi, để dành mua lưới đi làm ăn nuôi con hàng ngày cũng được. Như mình không có khả năng được xin nhiều thì mình xin chút đỉnh để có vốn đi làm ăn, rồi sửa xe rồi cho nó ngon ngon đặng đi xa vậy thôi. Chứ tôi cũng không biết ăn nói làm sao nữa, bởi vì của anh em cũng giúp tôi rất là nhiều. Từ đó thì anh với chị nhớ là mình được giúp tổng cộng là bao nhiêu tiền không? Em nhớ cũng nhiều tiền thì không? Nghe nói 7 mấy hay 6 mấy vậy, em cũng không nhớ gì nhiêu nữa. Bùi Hồ nhớ không? Gần thì tại thời gian khá là lâu đó, mua ghe cũng 13 triệu nhớ nè, rồi cái máy đó cũng 5-6 triệu. Là 20 rồi? Rồi vừa mua cái dụng cụ rồi dư được ít đó rồi xây sở trong gia đình đó. Đi biển đó, cái gì hư, cái gì hết cái xe rồi hết rồi mua nữa. Mua thêm lần nữa, nổ máy rồi mua thêm lần sau nữa, còn cái dư cái tiền bày, mà lại đó. Bày nữa, bày. Mua lại nữa. Mượn ta nữa. Rồi có nhiều đó, rồi hai vợ chồng cứ bươi vào ăn đó. Bùi Hồ nhớ cái số tiền không chính xác, nhưng mà lúc đó thì khoảng hơn 70 triệu. Để cho gia đình của anh với chị làm vốn làm ăn, mua được một cái chiếc vỏ lãi, mua được một cái máy, mua được một cái tivi, hai cái quạt, một cái bếp ga, và dư lại hơn 10 mấy triệu. Đúng không? Xây sở. Rồi xây sở. Mua lưới, mua bổng nó thêm vô, nó dụng cụ để làm. Bởi vì hồi đó mình có ghe, có máy mà mình chưa có mua được, là như là cái lưới bổng mình phải lấy cái tiền nó mua nữa đó, thì mua hết đó. Thì có ghe không thì cũng chẳng đâu đâu có đi được, phải có cái máy đi mới được. Có cái máy rồi phải có lưới đi mới được, mới bắt cá được cá. Cá thì phải nhà, hoặc khi mình đánh câu nè, hoặc khi mình đánh lưới nè mới được gì con cá. Chứ mình đâu có đi mà đôi tay mình mò được cá đâu. Mới đó ăn hết chén cơm đó hả? Mới đó ăn hết chén cơm đó hả chị? Ôi trời ơi, cô ơi, có chị thấy không? Nếu mình phải nói là con nhà có điều kiện mà con cưng á, ăn cơm là phải đút từng muỗng và thậm chí là năn nỉ
Mới thấy chị chưa đầy 5 phút bớt chén cơm ra, bây giờ ăn hết chén cơm luôn rồi. Ôi trời, không kiếm gì. Mày vậy tôi nhạt hết đó. Ăn hết luôn hả chị? Tự múc ăn đúng không? Ờ ừ. À, khủng khiếp mà. Bởi vì nó trời có câu là miền Tây có câu là trời sinh trời dưỡng. Nên là nữ là nếu như mà so với những nhà có điều kiện mà cứ sống ấp ủ trong chăn ấm thì miên hoài thì dễ bị bệnh lắm. Nhưng những bé này là đâu có biết lạnh hay là biết nắng gió gì đâu, cứ để gì cho cứ chạy cờ mà có cái sức đề kháng đúng không anh còn? Đúng rồi, nó chạy thôi. Nhưng mà anh tổng cộng 5 đứa con thì đứa cho học mà lớp mà lớp đứa lớp 4, đứa lớp 1. À. Còn đứa này chưa có học, còn mấy đứa kia thì được lớp 6, lớp 7 nó nghỉ hết rồi. Ừ. Mới cho nghỉ thì một mình thôi. Xin nghỉ không cũng gắng cho nó học mà tại. Tự xin nghỉ đúng không? Tự xin cô nghỉ. Ừ. Nó tự xin nghỉ chứ mình không muốn cho con mình, đâu muốn cho con mình ăn học để biết với người ta rồi nó không chịu hay chịu thôi. Ừ. Gắng đi bươi hoài cho nó ăn học nó không chịu đó, tới mức độ đó nó nghỉ đó. Vậy hả? Ừ. Yeah. À, cũng thấy các bé nó không có ý chí đi học đúng không? Ừ, thấy gia đình cũng khổ, nó muốn xuống biển tiếp mình vậy thôi. Ừ. Thấy làm cùng ờ, trời lấy xương à. Không phải không, nó ăn rồi phải lấy xương bỏ đó. Tự lừa xương được luôn. Vậy nè. Nói chung là ngày hôm nay á, Bùi Hồ có dịp quay trở về lại ấp Mỏ Ó, huyện xã gì à? Xã Trung Bình, huyện ấp Mỏ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề của tỉnh Sóc Trăng. Để quay về lại đây thăm một cái nhân vật khá là đặc biệt mà một thời gian trước đây á, Bùi Hồ đã cùng đồng hành với anh có qua những đoạn video clip cũng như là thay mặt Quý Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình anh một số vốn, một số công cụ để mà làm ăn. Tuy nhiên thì cô bác quý anh chị biết là cuộc sống ở thời điểm hiện tại rất là khó khăn. Khi mà máy hư thì cái chiếc xuồng không sử dụng được nữa, mà Bùi Hồ á lúc đó dịch bệnh 2 năm thì không có quay trở lại được, thì anh bán luôn cái máy để mà trang trải cho cuộc sống, để chuyển sang hướng là làm thuê, không còn đi bắt cá giống như ngày trước nữa. Còn cái công việc trượt mông để mà bắt cá thì chủ yếu là để ở thời điểm hiện tại á là không còn để mà bán cho những cái ở những người ở ngoài chợ nữa, mà anh chỉ đi để mà giăng lưới hoặc đi bộ hoặc là trượt mông sơ sơ để mà nuôi sống cho gia đình thôi, bắt những cái con cá để mà kho lên ăn thôi. Mà biển thì ở thời điểm hiện tại bây giờ nè, biển động lắm, nên là nữ là đi cũng rất là khó khăn. Mà để chia sẻ được lại được đoạn clip mà anh trượt mông mà đẹp và hay như lúc trước thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ lại cho cô bác anh chị một cái nghề khá là đặc biệt, đó là ướt quần thì có tiền, đúng không anh? Đúng rồi. Và đây là một nhân vật khá là đặc biệt mà được rất là nhiều rất là nhiều cũng đài truyền hình quay về anh, đó là đời cò, đúng không anh con? Nhưng mà thôi, dù sao thì cuộc sống vợ chồng vẫn còn khỏe mạnh thì mình cố gắng đùm bọc với nhau để mà dìu dắt nhau qua những lúc khó khăn, nuôi các bé cho nó lớn, và đặc biệt là anh cho các bé đi học đến trường, để các bé biết được cái con chữ để mà sau này nó có thể thay đổi cuộc sống, có thể là sống với nghề biển, nhưng mà có thể là làm thuyền trưởng chẳng hạn, lái tàu ở đằng kia cũng chẳng hạn. Có thể là nói ba với sống nghề biển để mà là nó tiến bộ hơn, chứ bây giờ mình sống mà cứ đắp đổi ngày này qua ngày kia thì cuộc sống nó không dư giả được và không cải thiện được cái ngôi nhà của mình. Và em tới đây thì thay mặt cho Quý Mạnh Thường Quân tặng cho bé chai dầu ha, để chia sẻ những hình ảnh này để anh mỗi khi mà trái gió trở trời á thì anh cứ sức cho bé. Và nếu như có duyên thì em sẽ quay trở lại thăm gia đình của mình ở thời gian sớm nhất. Rồi. Đồng ý không? Đồng ý. Nhớ em không? Nhớ. Rồi còn bây giờ thì cảm ơn cũng Mạnh Thường Quân rồi với anh Bùi Hồ cũng ghé vào thăm gia đình của tôi. Ừ. Cũng gia đình tôi làm ăn thì cũng nói ngay đi, cũng quơ vào sống được. Chứ tôi cũng không biết ăn nói sao nữa, thì tôi được có những lời mang ơn của mọi người bên trong nước và ngoài nước, và anh em khỏe mạnh. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác quý anh chị ở video clip sau. Xin cảm ơn tất cả các cô bác quý anh chị đã đồng hành cùng Bùi Hồ. Xin chào và hẹn gặp lại.